Hello, chào anh em viewer của Tokyo Camera. Và hôm nay thì nhân tiện có một em Mavic Air 2 ở đây. Tôi sẽ hướng dẫn các anh em những cái cách để có thể cất cánh và hạ cánh trên tay chung cho những cái dòng Mavic Air hay là những cái dòng nói chung là flycam của DJI. Chúng ta đều có thể áp dụng cái cách này. Và ở đây thì tôi có một cái bộ Mavic Air mà tôi vừa review lúc nãy. Thì chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu những cái cách có thể cất cánh và hạ cánh trên tay vô cùng là an toàn và cũng vô cùng là hữu hiệu để chúng ta có thể hoạt động ở trong những cái môi trường có thể là khắc nghiệt hơn, không có một cái vị trí thuận lợi chúng ta có thể đáp xuống mặt đất, không có cái mặt bằng để chúng ta có thể đáp xuống mặt đất cũng như là để có thể cất cánh được, để máy bay để cất cánh được. Ví dụ là chúng ta bay ở muốn cất cánh ở trên thuyền chẳng hạn, thì cái chiếc thuyền này nó sẽ di chuyển liên tục và máy bay là sẽ không thể nhận diện được cái điểm home, và tất nhiên là chúng ta sẽ buộc phải cất cánh ở trên tay. Khi đó thì cái kỹ năng cất cánh ở trên tay sẽ vô cùng là hiệu quả đấy. Và bây giờ chúng ta hãy cùng tìm hiểu nào. Ok, thì đầu tiên tôi sẽ hướng dẫn anh em các cái cách để có thể cất cánh ở trên tay trước nhá. Tôi sẽ hướng dẫn anh em hai cái cách để có thể cất cánh ở trên tay chung trên những cái dòng máy bay hiện tại. Ok, đầu tiên thì tôi sẽ sử dụng cái chế độ là auto check off của những cái dòng máy bay của DJI đều có cái chế độ này. Đây anh em có thể thấy tôi sẽ quay phim màn hình ở cái góc bên ở cái cạnh bên trái ở giữa. Đây, nó sẽ có một cái nút là check off ở đây. Sẽ ấn vào đó. Đó, và cầm máy bay lên như thế này. Và chúng ta sẽ nhấn giữ. Ok, tôi sẽ nhấn giữ. Rồi, máy bay sẽ khởi động. Cất cánh lên. Đó. Vậy thôi. Và đó là cái cách thứ nhất để chúng ta có thể cất cánh trên cái chiếc Mavic Air 2 này và chung trên những cái dòng flycam. Cách thứ hai là sao? Cách thứ hai thì tôi sẽ không sử dụng cái chế độ auto take off này, mà chúng ta sẽ khởi động máy bằng tay cũng như là cất cánh bằng tay. Thì tôi sẽ chụm cần chữ V lại này. Đó. Chụm cần hình chữ V để cho máy khởi động lên này. Đó. Máy báo take off và có thể cất cánh được và chúng ta gạt cần lên. Ok. Ok, và vừa xong là những cách để chúng ta có thể cất cánh được flycam ở trên tay. Bây giờ còn hạ cánh thì sao? Bây giờ thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn những cái cách để có thể hạ cánh được những cái chiếc flycam của DJI ở trên tay. Và đến cái cách đầu tiên thì cái cách này sẽ là một cách mà vô cùng an toàn cho chúng ta. Kể cả những anh em nào mới chơi flycam được một thời gian ngắn thôi vẫn có thể sử dụng cái cách này để có thể hạ cánh được ở trên tay. Tôi sẽ nói sơ qua để cho anh em có thể hiểu được cái nguyên lý cơ bản của cái cách máy bay hạ cánh. Tức là khi mà máy bay trong quá trình hạ cánh, cách cái bề mặt khoảng độ 30-40cm thì máy bay sẽ dừng lại và quét cái bề mặt đó để xem là bề mặt đó có phẳng để máy bay có thể hạ cánh được không. Thì đó, chúng ta sử dụng cái bàn tay của chúng ta xòe ra và coi như đây là một cái bề mặt để cho máy bay có thể hạ cánh được và kéo cần xuống. Bây giờ tôi sẽ thực hiện nhá. Ok, xong máy bay cất cánh lên nào. Máy bay nó sẽ tự nhận diện bàn tay chúng ta là một mặt phẳng an toàn và có thể hạ cánh xuống, và ngay lúc đó chúng ta sẽ cầm ngay vào máy bay và tiếp tục giữ cần kéo xuống để cho động cơ được tắt hẳn, lúc đó thì mới thực sự là an toàn. Ok, và anh em tuyệt đối không nên là, nếu mà anh em nào chưa quen ấy, thì tuyệt đối không nên là giơ tay này chụp lên như này, thì các cái cảm biến ở dưới bụng này nó sẽ lập tức nó sẽ nhận diện rằng là bàn tay chúng ta là những cái vật cản và máy bay nó sẽ phi ra khỏi cái tầm tay của chúng ta, và lúc đó sẽ rất là nguy hiểm đấy. Ok, và đến với cách thứ hai. Nói sơ qua về cách thứ hai này thì cái nguyên lý hoạt động của motor trên những cái dòng flycam DJI, khi mà chúng ta lật ngửa máy bay lên như này thì động cơ sẽ tự động ngắt. Đó. Vậy thì chúng ta sẽ phải làm như thế nào? Bây giờ tôi sẽ thử cho các bạn xem nhá. Xuống như vậy là máy bay sẽ tự lập tức ngắt ngay động cơ. Đây sẽ là một cái cách mà nên áp dụng ra ở những cái môi trường nó khắc nghiệt, ví dụ như là thời tiết gió bão lớn và chúng ta không thể nào mà máy bay không thể nào đứng yên để có thể quét được cái bề mặt bàn tay của chúng ta.
Vì thế chúng ta sẽ phải bắt lấy nó và lật ngửa ngay nó lên. Đây cũng là một cái cách mà cứu flycam mỗi khi mà máy bay bị trôi và không nhận diện GPS, không nhận diện vision, ví dụ là IMU bị lỗi hay là gì đó, máy nó không nhận diện và máy bay nó bị trôi thì chúng ta sẽ phải chộp ngay lấy và chúng ta lật ngửa máy bay lên. Đó. Ok. Và trên đây là những cái cách mà anh em có thể áp dụng khi mà bay ở những cái môi trường khắc nghiệt. Chúng ta có thể dễ dàng cất cánh và hạ cánh. Rất là mong anh em có thể áp dụng kinh nghiệm mà mình chia sẻ để có thể có những cái chuyến bay thật là an toàn. Và chúc anh em luôn có những cái chuyến bay thượng lộ bình an. Với những short film vô cùng lương ý. Cảm ơn anh em đã theo dõi clip. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.